Xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ làm về lập trình giao diện trên HMI của Siemens. Mình sử dụng phần mềm trên Tia V14. Đây là một project chưa có thiết bị. Trước hết để lập trình được thì mình sẽ phải ép thêm thiết bị vào đây cho nó. Giờ mình sẽ ép thêm một con HMI, chọn HMI. Mình sẽ chọn KTV 400 Basic. Chọn con nào, các bạn chọn con nào cũng được. Mình chưa cấu hình gì, Philip luôn. Đây là một cái màn hình ban đầu. Mình sẽ không dùng đến nó. Mình sẽ làm mới toàn bộ. Click vào Add New Screen để thêm giao diện lập trình. Để thay đổi giao diện main này làm giao diện khởi chạy đầu tiên, mình sẽ vào Runtime Setting để cài đặt. Chọn main và mục Start Stream. Ok. Bây giờ chạy thử mô phỏng. Nó lên Runtime Simulator. Mình sẽ ép thêm một con POC, trong đó có một lấy viết một chương trình đơn giản để thực hiện kết nối với HMI. POC mình lấy con bất kỳ. Ở trong phần mềm Tia này bây giờ mình sẽ cấu hình kết nối
giữa POC với ác quỷ, mình kích chuột vào đi vào network, gọi kích đúp vào click network để cấu hình cho nó một cái mạng profile net. Khi cấu hình mạng xong, mình sẽ phải cấu hình thêm một connection để kết nối tag giữa HMI với POC. Connection mình sẽ chọn HMI connection. Kích chuột vào vùng xanh của POC là dê kéo thả sang phần HMI. Ok, đã lên HMI connection rồi. Như vậy là mình đã cấu hình xong phần kết nối của thiết bị HMI với POC. Công việc của mình bây giờ mình sẽ viết một chương trình POC. Một chương trình start top on off đơn giản. Rồi, mình đã có một chương trình POC. Bây giờ mình không có POC thật, mình sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng để chạy thử. Con nhỏ đó đã có POC VR, sẽ đổ chương trình xuống POC mô phỏng này. Download hardware configuration. PNIE PNC SIM. Chọn slot 1.1. Mở ra con POC của mình. Rồi.
giờ mình sẽ download nốt software xuống. Bây giờ mình sẽ con hai chương trình nên mô phỏng thử, chạy thử. Chương trình POC đơn giản chỉ vậy. Công việc chính của mình là sẽ thiết kế điều khiển cái chương trình đó trên HDMI này. Ở chương trình POC mình có một nút start, một nút stop và một tín hiệu RAM. Mình đưa các cái tín hiệu đó lên HDMI bằng cách là tìm cái tab từ POC và kéo thả lên giao diện HDMI start. Sampling này chúng là thuộc tính làm mờ, gọi là làm trong suốt đối tượng màu text color, chọn màu xanh. Đây chính là tín hiệu start này. Đây là stop. Sẽ chạy mất một thời. Thì ở đây nó đã liên kết với VLCC mô phỏng. Ở đây POC mô phỏng đã run. Mình online chương trình POC lên để quan sát. Và start không, stop bằng không, có 50 không. Là sẽ cho start 1 enter. Đó. Văn đã chặn trả lại giá trị cho start 0 enter. Start mất điện. Stop bằng 1 sẽ dừng. Đó. Trả lại giá trị stop 0 enter. Thì đây mình đang thực hiện trên phần mềm mô phỏng. Còn nếu là POC thật thì nó cũng không khác gì. Thay vì bạn chạy mô phỏng thì bạn chạy trực tiếp trên POC thật. Chạy trên POC thật nó sẽ nhanh hơn.
bây giờ để cho đẹp hơn thì mình thay thay bằng cách nhập 01 vào các ô IOQ này. Mình sẽ sử dụng cái bút từ để cho nó tiện điều khiển, tiện trong quá trình điều khiển và mắt nhìn nó cũng trực quan hơn. Stop. Start cho màu xanh. Màu để vậy màu đi. Bây giờ ấn Start. Mình sẽ làm sự kiện cho nút Start. Tức là khi ấn Start xuống thì bit start bằng 1. Như thế thì để chặn tín hiệu run. Và khi thả bit start ra thì nó phải đưa start về 0 để về giá trị mặc định. Kích chuột start này. Click property chọn event. Grab này là sự kiện khi nhấn chuột xuống. Renew này là sự kiện khi thả chuột ra. Thì ở đây mình sẽ sử dụng grab cho việc đưa bit start lên 1. Dùng câu lệnh set bit. Bật click vào add function. Gõ add. Đó, ta set bit. Mình sẽ set cái bit start cho em tác của POC. Bit start. Thì cái này là nhấn nút nhấn start xuống thì bit start sẽ được set lên 1. Và bây giờ mình sẽ làm sự kiện là thả nút nhấn này ra, mình sẽ phải trả giá trị mặc định cho bit start là 0. Mình chọn reset và câu lệnh là reset bit, các bạn gõ chữ reset. Đó. Chọn bit start. Tương tự với bit stop. Bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng thử nhé. Chạy lên. Mình ấn Start. Đó, bit Start lên 1. Run đã là 1. Đã chạy. Giờ sẽ nhả bit Start ra. Đó, bit Start đã là 0. Bây giờ để dừng run mình nhấn nút stop, bit stop lên 1, thả ra bit stop bằng 0. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ để cho đẹp hơn khi chậm, mình sẽ làm sự kiện nào để hiển thị thay đổi màu trạng thái. Ví dụ ấn start. Khi ấn xuống thì nút Start sẽ có màu xanh ạ. Khi thả bit Start thì nút Start này sẽ bằng sẽ có màu 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 đen sẫm này. Ấn Stop thì nút Stop sẽ màu đỏ. Và mình sẽ làm thêm cái đèn báo run ở đây. Click chọn mục animation, chọn thuộc tính display, rồi chọn add new animation, chọn appearance. Ở đây mình sẽ chọn bit start
để làm sự kiện, tức là bit start. Ở đây nó sẽ có các trạng thái các bạn kích run. Click vào thì nó sẽ có click add new, double click vào. Thì khi bit start bằng không thì màu của nút nhấn start sẽ là màu sẫm này. Khi bit start bằng một tức là nút nhấn đã được ấn, đang được ấn thì mình sẽ cho nó màu xanh. Ok, với bit stop cũng tương tự, mình cho stop add new, double click add new. Khi bằng không nút stop sẽ màu sẫm này, khi bằng một nút stop sẽ màu đỏ. Ok, năm thang. Đấy, mình nhấn thử nút start. Đó. Khi ấn start, start màu xanh, thả nút start ra, start màu đen. Như thế thì sẽ giúp người vận hành thao tác với màn hình dễ nhìn hơn. Ấn stop. Đó. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái đèn bên cạnh, là khi run bằng một thì đèn nó màu đỏ, khi run bằng không thì nó màu màu sẫm, màu sáng, cũng tương tự như start stop thôi. Mình vào basic object, vẽ một cái cycle. Chọn nó màu sáng, màu xanh sáng này ạ. Sẽ add cái hiệu ứng cho nó tương tự giống như hiệu ứng của con nút start stop. Thì đây mình sẽ chọn run. Run màu không thì nó màu mặc định, con màu một thì sẽ cho nó màu. Chạy đăng thang. Start. Đó, trong đã màu đỏ. Start ra. Ấn stop. Mất RAM. Ok. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cách dùng. Ở đây mình đã giới thiệu cách dùng của IOFill, chính là ô này. Đây là IOFill, bút từng chính là cái nút nhấn Start Stop. Và mình sẽ giới thiệu thêm về Simple IOFill. Bình thường thay vì hiển thị các đèn bảng, mình có thể cho nó hiển thị dưới dạng text. Ví dụ khi mà run sáng, mình sẽ hiển thị cho nó một cái dòng chữ là động cơ đang chậm. Còn khi run tắt thì nó sẽ hiển thị dòng chữ động cơ đang dừng. Mình sẽ sử dụng IOFill này. Thì để hiển thị dòng chữ thì mình sẽ phải sử dụng đến text and graphic. Lead. Đây, text and graphic lead.
double click này. Đây mình sẽ thêm một cái tag lead. Bên này là graphic lead này, bên này là tag lead. Mình sẽ sử dụng tag lead để hiển thị các dòng chữ. Đặt tên đây là tag động cơ, tag DC. Vì cái bit được cái động cơ là trạng thái bit, nó chỉ có trạng thái 0,1, mình sẽ chọn trạng thái 0,1. Khi bit đấy bằng 0 thì sẽ hiển thị dòng chữ động cơ dừng. Khi bit có bằng 1 sẽ hiển thị dòng chữ động cơ đang chạy. Rồi mình nhận thêm dòng chữ tách ở đây. Bây giờ mình sẽ gắn tag cho thằng Simple View này. Chọn Property. Chọn Create này. Chọn tag, chọn hướng tag run. Rồi, bên phần tag list mình sẽ phải sử dụng đến tag list mình vừa làm. Tag DC. Ok. Ở mục dưới mình sẽ chọn là một output. Nó sẽ đẹp hơn. Đó. Căn chỉnh nền. Mình sẽ chạy thử xem. Đó. Mình không động cơ dừng. Ấn Start. Động cơ đang chạy. Ấn Stop. Động cơ dừng. Thay vì mình sử dụng cái cycle này, mình sẽ bằng thay nó bằng cái hình ảnh động cơ cho nó trực quan và đẹp hơn. Thì mình sẽ lấy graphic động cơ đi. Automation. Lấy gì đây? Motor. Mình sẽ làm hai màu, một màu này để hiển thị động cơ đang dừng, một màu để hiển thị động cơ đang chạy. Bây giờ khi động cơ chạy sẽ hiển thị hình ảnh màu xanh nhạt lên, ẩn với hình ảnh màu xám lên đi. Khi động cơ dừng thì sẽ cho ẩn cái hình ảnh màu xanh và hiện hình ảnh màu xám.
mình sẽ thuộc tính hiệu ứng visible, tức là ẩn hiện đối tượng. Mình chọn tác năng, là chọn giá trị bằng 0, từ 0 đến 0, tức là bằng 0. Khi viết ra này bằng 0 thì ẩn visible, tức là ẩn, chọn ẩn. Invisible tức là hiện, thì đây là màu xám thì mình sẽ để cho nó biết rằng màu không sẽ hiện, còn màu xanh mình sẽ phải cho nó ảm đi. Bây giờ mình sẽ thử. Ở đây thì mình đang tác ngược đó. Mình sẽ tác đảo lại visible is màu xanh trong màu không, tức là động cơ tắt. Động cơ tắt thì phải cho nó invisible. Còn màu sáng này khi đang màu không phải trong visible. Cái này nghĩa là khi bit lăng này bằng không thì sẽ hiện cái đối tượng màu sáng này đi, còn nếu khi lăng bằng một thì nó sẽ ẩn cái màu sáng này đi, tức là khi bằng không thì sẽ chọn visible, khi bằng một sẽ chọn invisible. Mình sẽ ghép hai này sát luôn để cho nó đẹp hơn. Stop. Ở đây cái IO field này là trạng thái output, mình phải khóa nó ra cho nên là không được phép nhập. Mình sẽ phải thay đổi lại tính của nó. Property và chọn Sugri, bỏ dấu tích ở mục Follow Operator Control Vid. Bây giờ thay vì mình sẽ sử dụng ẩn hiện hình ảnh này, mình có thể sử dụng cái graphic IO field, simple IO field này, tức là để thị dạng dạng text. Còn graphic IO field này mình sẽ có thể chọn hiển thị các hình ảnh.
tục click vào text and graphic, click về và chọn sang graphic. Lúc đó, lúc trước là mình dùng máy text, text lit và text dc. Bây giờ mình sẽ sử dụng graphic lit. Mình sẽ sử dụng graphic dc. Ở đây bit năng lượng chỉ là dạng bit không một. Khi bit bằng không, khi bit bằng một, bằng không thì hiển thị hình ảnh. Mình sẽ cho hình ảnh bằng không là màu xám, bằng một hiển thị màu xanh. Ok. Bây giờ mình sẽ tác cái tác vào graphic IO phim này. Render chọn tiếp theo bên này graphic gate, mình sẽ chọn graphic vừa dùng vừa là graphic DC. Đó. Ấn Start. Đó. Thì cái graphic IO Fill này nó sẽ thay đổi hình ảnh theo trạng thái bit. Khi bit run bằng 1 thì nó sẽ lấy hình ảnh màu xanh lên hiển thị. Khi bit run bằng 0 nó sẽ lấy hình ảnh màu xám, màu xám để hiển thị. Date time field này là mình để hiển thị thời gian của hệ thống. Ví dụ mình sẽ để hiển thị thời gian hiện tại ở đây. System time tức là nó lấy time từ hệ thống đồng hồ của HMI. Còn nếu bỏ đi thì mình sẽ phải sử dụng đến tab của POC, tức là biến thời gian nó được nằm ở trong POC. Còn nếu chọn sử dụng thang này thì biến thời gian nó chính là đồng hồ thời gian ở trong các HMI.